Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Giáo dục Bắc Ninh và lộ trình thi đua đổi mới sáng tạo. Tình trạng đốt rác thải gây ô nhiễm môi trường tại một số vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Tỷ lệ nhãn tại Hưng Yên phát sò hoa đạt trên 90%. Hà Nam có tổng số lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp là trên 57.100 lao động. Và bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, năm nay do thời tiết thuận lợi, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã bắt đầu chăm sóc nhãn trong giai đoạn phân hóa hoa trước khi nở bông. Tỷ lệ nhãn phát sò hoa đạt trên 90%. Toàn tỉnh hiện có khoảng 4.000 ha nhãn, trong đó tập trung chủ yếu ở huyện Quái Châu 1.500 ha, Tiên Lữ gần 500 ha và thành phố Hưng Yên 900 ha. Theo bà con và các nhà vườn cho biết, năm nay do thời tiết tốt, tỷ lệ nhãn phát sò hoa ra nụ đồng đều và có khả năng sẽ cho đậu quả cao hơn so với năm ngoái. Thời điểm này, nhãn đang ở giai đoạn phân hóa hoa, việc chăm sóc cũng đang đòi hỏi phải tỉ mỉ và kỹ lưỡng để nhãn nở bông đúng thời điểm. Hiện nay, bà con đang tập trung cắt tỉa cành, bón phân và phun bổ sung dinh dưỡng cho cây nhãn để cây ra hoa, hạn chế rụng nụ hoa cũng như tăng khả năng thụ phấn cho cây. Đồng thời chủ động việc phòng trừ các loại bọ xít, dẹp, tây, vân nâu tránh ảnh hưởng đến năng suất nhãn. Toàn tỉnh Hải Dương hiện có gần 11.000 ha vải, chủ yếu được trồng ở huyện Thanh Hà và thị xã Chí Linh. Trong đó, diện tích vải sớm và vải nhỡ gần 2.000 ha, vải thiều hơn 8.000 ha. Do thời tiết thuận lợi khô hanh, kết hợp với các đợt không khí lạnh tăng cường, nên các trà vải phân hóa mầm hoa và ra hoa thuận lợi. Năm nay, các trà vải nở hoa gần nhau và sớm hơn từ 15 đến 20 ngày so với năm trước, nên dự kiến các đợt thu hoạch đảm bảo tính cuối vụ. Thực tế kiểm tra các trà vải hiện tại bệnh sương mai đang phát sinh gây hại rải rác. Cùng với đó, nhện lông nhung, sâu đục trẽ hoa gây hại cục bộ. Để tăng tỷ lệ đậu quả của các trà vải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị cơ quan chuyên môn bám sát tình hình thời tiết, theo dõi diễn biến sâu bệnh, hướng dẫn nông dân phun trừ bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định. Năm 2017, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đã phối hợp với các cấp các ngành nhằm nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp để hỗ trợ tuyển dụng. Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, số lao động tăng thêm tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh là 7.861 người, đạt 120,9% so với chỉ tiêu được giao. Như vậy đến nay, tổng số lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp là 57.143 người, trong đó lao động nữ là 38.250 người, chiếm 67,73%. Về cơ cấu và trình độ của người lao động phổ thông là 40.824 người, chiếm 72,29%. Lao động có trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật là 6.635 người, chiếm 11,75%. Lao động trình độ từ cao đẳng trở lên là 9.012 người, chiếm 15,96%. Theo đánh giá, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đều thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động như tiền lương, tiền làm thêm giờ, bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định kỳ, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã tham gia bảo hiểm xã hội là 50.790 người, chiếm 96,34% tổng số lao động. Tết Nguyên đán Mậu Tuất, hầu hết các doanh nghiệp đều đảm bảo lương thưởng cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp không chỉ thưởng tháng lương thứ 13 mà còn hỗ trợ vé xe, tổ chức các chuyến xe đưa công nhân lao động về quê ăn Tết và đón trở lại làm việc sau Tết. Đến nay, số công nhân lao động trở lại làm việc trong các khu công nghiệp đạt xấp xỉ 100%. Toàn tỉnh Thái Bình hiện có 60.000 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Trong đó, lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là hơn 32.000 người. Các lao động có mức thu nhập bình quân từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng một người một tháng. Ban Quản lý Khu Kinh tế và các khu công nghiệp và tổ chức công đoàn thường xuyên tập huấn, giới thiệu, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý lao động, quyền, lợi ích và trách nhiệm của người sử dụng lao động và của người lao động. Phần lớn các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đều thực hiện tốt chính sách pháp luật về lao động, giảm thiểu tình trạng tranh chấp lao động và đình công, lãỡn công tại các khu công nghiệp. Xác định phát triển kinh tế là trung tâm, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã tập trung mọi nguồn lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế của huyện, đã dần chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp dịch vụ và giảm tỷ trọng trong giá trị sản xuất nông nghiệp. Theo đó, tổng giá trị sản xuất công nghiệp từ thủ công nghiệp của huyện Xuân Trường chiếm gần 55%, thương mại dịch vụ chiếm trên 31%, nông nghiệp giảm xuống còn gần 14%. Toàn huyện có 4 cụm công nghiệp, gồm cụm công nghiệp Hội Nghị Xuân Trường, cụm công nghiệp cơ khí Xuân Tiến, cụm công nghiệp chế biến lâm sản Xuân Bắc, cụm công nghiệp cơ khí Đóng Tàu, thị trấn Xuân Trường và 7 làng nghề tiểu thủ công nghiệp với 54 doanh nghiệp, gần 1.600 hộ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm thường xuyên cho trên 7.700 lao động. Trong năm 2017, ngành nghề có tốc độ tăng trưởng khá là cơ khí, đóng tàu, dệt may, sản xuất đồ gỗ, vật liệu xây dựng, hàng thủ công, mỹ nghệ xuất khẩu. Sau 10 năm, công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đi vào hoạt động, từ một huyện có tốc độ phát triển kinh tế mang đặc thù của huyện nông nghiệp, quy mô công nghiệp nhỏ, các làng nghề truyền thống phát triển tự phát. Nhiều năm trở lại đây, công nghiệp huyện Yên Phong luôn đứng trong top đầu tỉnh về tốc độ phát triển công nghiệp nhanh và có giá trị sản xuất lớn, trở thành ngành kinh tế chủ lực của huyện, góp phần vào thành tựu phát triển của tỉnh. Đến nay, Yên Phong đã quy hoạch 4 khu cụm công nghiệp tập trung với diện tích 1.500 ha. Trong đó, khu công nghiệp Yên Phong 1 đang thu hút 113 doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm cho gần 100.000 lao động. Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ cũng đã thu hút 41 doanh nghiệp vào đầu tư. Riêng các doanh nghiệp FDI đăng ký với tổng mức vốn đầu tư 3,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,3 tỷ so với cùng nhiệm kỳ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp, hình thành các sản phẩm chủ lực trên địa bàn công nghiệp điện tử công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến nông sản. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 đạt trên 806.000 tỷ đồng, tăng 61,8% so với năm 2016. Yên Phong đang tiến hành thành lập cụm công nghiệp Yên Trung, Đông Tiến với diện tích 23 ha và cụm công nghiệp làng nghề Mẫm Xá, Văn Môn với diện tích trên 26 ha. Đây là một trong những bước đệm tạo đà để Yên Phong thực hiện lộ trình trở thành quận công nghiệp trong tương lai. Qua một năm thực hiện đề án nâng cao độ đồng đều về chất lượng giáo dục giữa các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn giai đoạn 2016-2021, thành phố Nam Định đã đạt được những kết quả tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Đến nay, trên địa bàn thành phố, cấp tiểu học có 2 trường được công nhận chuẩn quốc gia cấp độ 2 và 1 trường được công nhận xanh, sạch, đẹp, an toàn. Cấp trung học cơ sở, có trường trung học cơ sở Trần Bích San đang phấn đấu để đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2017-2018. Trong tuyển sinh, ngành giáo dục thành phố đã phân bổ địa bàn tuyển sinh hợp lý, quan tâm đến các trường thuộc diện khó khăn, chất lượng giáo dục ở các nhà trường được nâng lên tương đối đồng đều. Trong đó, các trường tiểu học có tỷ lệ học sinh lên lớp đạt từ 99,4 đến 100%. Trong năm học 2016-2017, toàn thành phố có 423 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, 87 em đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 21 em đoạt giải trong kỳ thi cấp quốc gia. Ở bậc trung học cơ sở có từ 97% đến 100% học sinh được lên lớp, 21 trên 22 trường trung học cơ sở có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%. Năm 2017 được coi là năm ngành giáo dục đào tạo Bắc Ninh gặt hái nhiều thành công trên các lĩnh vực. Trong đó, ngoài việc duy trì một số chỉ tiêu dẫn đầu cả nước, tiếp tục mở rộng thực hiện chương trình sữa học đường tới bậc tiểu học, thì năm học 2017 cũng là năm đánh dấu bước chuyển của ngành giáo dục đào tạo, là năm ngành giáo dục có nhiều đề án, kế hoạch được phê duyệt nhất từ trước tới nay, qua đó tạo đòn bẩy tác động đến việc thực hiện lộ trình thi đua đổi mới sáng tạo, để hướng tới mục tiêu chung là đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo thời kỳ hội nhập. Phong trào thi đua đổi mới sáng tạo của ngành do Bộ Giáo dục Đào tạo phát động thực hiện. Đối với ngành giáo dục đào tạo Bắc Ninh, thi đua đổi mới, sáng tạo thể hiện toàn diện trên các lĩnh vực, từ công tác quản lý, giáo dục đến việc dạy, học và nghiên cứu khoa học. Ngành giáo dục đào tạo đã có nhiều giải pháp quyết liệt triển khai thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của người học, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà và mũi nhọn. Do đó, năm 2017, giáo dục đào tạo Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là tỉnh đi đầu cả nước về tỷ lệ trường chuẩn quốc gia, tỷ lệ kiên cố hóa trường học, tỷ lệ cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn của tỉnh hiện cao nhất cả nước, trong đó trên chuẩn đạt 85,3%. Năm 2017 cũng là năm Bắc Ninh được Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành phổ cập giáo dục xóa mù chữ ở mức độ cao nhất. Tiếp tục cái sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc đổi mới phương pháp dạy học, hình thức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Thì Sở Giáo dục Bắc Ninh vẫn tiếp tục hướng dẫn học sinh đi tập nghiên cứu khoa học và thi khoa học kỹ thuật. Thì hướng của các cái đề tài là đi vào nhiều những cái lĩnh vực và trong đó rất chú ý đến các vấn đề thực tiễn, giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống. Ví dụ như là có cả xã hội hành vi để giáo dục đạo đức học sinh này, rồi là kỹ thuật môi trường này, thế rồi lĩnh vực sinh học, hóa học, vật lý. Đấy là các cái lĩnh vực mà rất là rộng rãi để cho học sinh nó gần gũi với cái thực tế hơn. Cùng với phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý cũng như việc dạy và học, sự đồng thuận của tỉnh với ngành giáo dục đào tạo khi thông qua nhiều đề án chính sách, kế hoạch phát triển giáo dục trong năm 2017 sẽ là tiền đề, dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở để giáo dục Bắc Ninh tự tin bước sang năm 2018 và những năm tiếp theo với những bước đi đúng hướng trong quá trình cụ thể hóa thực hiện nghị quyết 29 của Trung ương, nghị quyết 12 của tỉnh ủy về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Mà ở đó, đổi mới thi đua sáng tạo trong hoạt động dạy và học được xác định là khâu then chốt, đồng thời tiếp tục thực hiện nghị quyết 04 của tỉnh ủy về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa đối với thế hệ trẻ, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo thực chất, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập. Trong những năm qua, ngành y tế Ninh Bình đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới trong công tác khám chữa bệnh. Tiếp tục đổi mới phong cách thái độ phục vụ người bệnh, đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nét nổi bật trong năm 2017 ngành y tế đã đạt được đó là tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 89%, tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 đạt 82%. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao, nhiều dịch vụ y tế hiện đại đã được triển khai an toàn hiệu quả tại các bệnh viện, công tác dự phòng được chủ động khống chế, không để dịch bệnh xảy ra. Trong năm, toàn ngành đã triển khai 61 kỹ thuật mới vào điều trị, giúp cho nhiều bệnh nhân không phải chuyển lên tuyến trên. Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018 với mục tiêu giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, dịch bệnh, góp phần tăng tuổi thọ, nâng cao các chỉ số sức khỏe cơ bản cho người dân, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Ngành y tế Ninh Bình đề ra các chỉ tiêu giải pháp, đặc biệt là mỗi cơ sở y tế, y bác sĩ đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào chữa bệnh, tiếp tục đổi mới thái độ phục vụ của cán bộ y tế và củng cố nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, phát triển nguồn nhân lực. Bản thân tôi được nhà nước trao tặng thầy thuốc nhân dân, đấy là vinh dự lớn nhưng cũng là một trách nhiệm lớn đối với bệnh viện cũng như là đối với ngành. Trong năm tới cũng không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, quản lý và đặc biệt là có sự giúp đỡ, dìu dắt các thế hệ cán bộ trẻ của bệnh viện và trong ngành, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, tinh thần thái độ phục vụ đối với nhân dân và làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tỉnh và vùng lân cận thực hiện. Trong năm 2018 chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện cái chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện. Trong năm tới trọng tâm của chúng tôi là cử các cái bác sĩ trẻ đi đào tạo các cái chuyên khoa sâu ở mọi lĩnh vực để trong tương lai không xa thì các bác sĩ có đủ năng lực, đủ bản lĩnh để đáp ứng cái nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong cái tình hình mới. Người dân của Kim Sơn rồi các cái khu vực lân cận thì có thể chữa bệnh ở ngay tại địa phương mình, không phải đi xa, và do đó là giảm được phiền hà cho người bệnh, giảm chi phí cho người bệnh và cơ hội để người bệnh được chữa khỏi bệnh sớm. Với quyết tâm tiếp tục xây dựng hệ thống y tế từng bước hoàn chỉnh và đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở, ngành y tế Ninh Bình sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. Trước thực trạng hút thuốc lá không đúng nơi quy định diễn ra phổ biến, đặc biệt là ở các bệnh viện, từ năm 2008, Bộ Y tế phát động phong trào bệnh viện không khói thuốc, Bệnh viện Phổi Nam Định đã xây dựng thành công bệnh viện không thuốc lá và đạt hiệu quả cao. Là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng 3 với chức năng và nhiệm vụ thực hiện chương trình chống lao quốc gia và nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp của trẻ em trong toàn tỉnh, khám điều trị cho bệnh nhân lao và bệnh phổi. Ngay từ khi bắt đầu triển khai mô hình bệnh viện không khói thuốc lá, Bệnh viện Phổi Nam Định đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá, treo biển cấm hút thuốc lá tại nhiều địa điểm trong bệnh viện. Với quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu đề ra, bệnh viện còn mạnh dạn xử lý nhân viên y tế khi vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan. Đến nay, bệnh viện đã trở thành bệnh viện điển hình trong xây dựng mô hình bệnh viện không khói thuốc lá của ngành y tế tỉnh Nam Định. 100% cán bộ viên chức, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không hút thuốc trong bệnh viện. Ban tổ chức lễ hội đền Trần Thương tỉnh Hà Nam tổ chức giải vật năm 2018. Tham dự giải có 50 đô vật chủ yếu là thành viên của câu lạc bộ năng khiếu vật xã Hợp Lý, thi đấu ở 8 hạng cân từ 27 kg đến trên 60 kg theo luật vật tự do. Ngoài ra, giải còn có các vận động viên thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Nam tham gia thi đấu. Trong thời gian thi đấu của giải, các đô vật đã thi đấu với tinh thần đoàn kết, cao thượng, giành thành tích cao với những trận đấu ấn tượng, những miếng đòn hay. Giải vật huyện Lý Nhân mở rộng năm 2018 là một trong chuỗi các hoạt động nằm trong phần hội của lễ hội Phát Lương Xuân Mậu Tuất, tạo nên không khí sôi nổi, phục vụ nhân dân và du khách thập phương về dự lễ hội. Giải còn là dịp để các vận động viên giao lưu thi đấu, khơi dậy tinh thần thượng võ của dân tộc. Để phục vụ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt nông thôn, sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, đến nay nhà máy nước Nam Chính đã phát triển hệ thống đường ống và cấp nước sinh hoạt cho 9 xã khu 5 của huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, với tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt đạt trên 80%. Dự án nhà máy nước xã Nam Chính, huyện Tiền Hải do Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Sông Hồng làm chủ đầu tư với công suất 12.000 m3 trên ngày đêm. Tổng nguồn vốn đầu tư là trên 125 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm xây dựng và đi vào hoạt động, đến nay công trình đã hoàn thiện và phát triển hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt cho gần 8.000 hộ dân của 9 trên 9 xã, khu Nam và khu vực Cồn Vành của huyện Tiền Hải. Nhiều địa phương có tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt đạt trên 90% như các xã Nam Hà, Nam Chính, Nam Hưng, Nam Phú. Để khai thác tối đa công suất của nhà máy, Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Sông Hồng đang tiếp tục tuyên truyền, vận động và có nhiều cơ chế hỗ trợ lắp đặt để khuyến khích người dân sử dụng nước sinh hoạt. Cùng với việc hoàn thiện hệ thống cấp nước đến hộ sử dụng, Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Sông Hồng đang đầu tư hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống kiểm nghiệm, quản lý chất lượng nước. Nhà máy nước Nam Chính cũng đã phát triển và hoàn thiện đường ống, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho khu du lịch sinh thái Cồn Vành. Tình trạng đốt rác thải đang diễn ra phổ biến ở nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc khắc phục thực tế này thì nhiều địa phương còn lúng túng. Ghi nhận của phóng viên thời sự về việc đốt rác thải tại các bãi rác tự phát và cả bãi rác được quy hoạch ở một số địa phương cho thấy rằng tình trạng này đang là vấn nạn của môi trường nông thôn. Thôn Tiền, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng. Tình trạng đốt rác tại bãi rác tự phát ven tuyến quốc lộ 5 đã diễn ra từ lâu. Khói và bụi bay mù mịt, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan, ảnh hưởng tới an toàn giao thông và gây bức xúc trong nhân dân. Còn đây là bãi rác được Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng quy hoạch và đưa vào sử dụng từ năm 2014. Tại đây cũng xảy ra tình trạng đốt rác, gây khói bụi, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân khu vực xung quanh. Mặc dù Ủy ban Nhân dân xã đã giao nhiệm vụ cho các bộ phận liên quan theo dõi, kiểm tra và ngăn chặn, nhưng khói bụi từ việc đốt rác vẫn nghi ngút, mù mịt. Hai bãi rác của xã Vĩnh Tuy và xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, việc đốt rác thải công khai diễn ra hàng ngày, ngay ven các đường liên huyện, liên xã, gây bức xúc trong nhân dân thời gian qua. Mặc dù tình trạng này đã được báo chí phản ánh nhiều lần, nhân dân kiến nghị lên nhiều cấp nhưng vẫn chưa được giải quyết với nhiều lý do được đưa ra. Cái tình hình là rác thải đổ ra khu vực đó là cũng đã đầy. Tuy nhiên là năm 2017 là Ủy ban huyện đã có kế hoạch là sẽ đưa về khu bãi rác tập trung của huyện. Nhưng mà hiện nay là cũng chưa làm được. Cái việc này thì tình hình ô nhiễm môi trường cũng do là không phải là chỉ đạo, đây là do là bà con nhân dân là cũng tự đốt. Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo và phối kết hợp với các ngành chức năng trên huyện tổ chức triển khai thực hiện, nhưng đến giờ phút này thì thực ra nói là cũng chưa làm được, với lý do là ở xã thì cái mức độ làm thì nó cũng có hạn thôi. Có cái việc nhỏ như vậy mà chính quyền địa phương lại không xử lý được dứt điểm. Vì báo cáo với anh là tuy là nhỏ thật nhưng đây nó cũng là một việc lớn. Việc này nó là khó, không phải một sớm một chiều mà làm được ngay được. Để khắc phục tình trạng đổ, đốt, trộm rác gây ô nhiễm môi trường, người dân đã có nhiều giải pháp để tự bảo vệ sức khỏe của mình như che chắn, bơm, tưới nước dập lửa mỗi khi rác bị đốt. Tuy nhiên, đó chỉ là những giải pháp mang tính tạm thời. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.